chấp tướng vị, chấp tướng xúc, chấp tướng pháp, chấp các tướng ngã, tướng pháp khác. Vì các hữu tình này mà ta phải hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tu các hạnh của đại bồ tát. Khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sẽ giáo hóa các hữu tình, đoạn trừ hẳn các chấp tướng như vậy. Hiện hiện nên biết đại bồ tát ấy thành tựu ý niệm đó rồi, hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, gìn giữ phương tiện thiện xảo, nếu chưa viên mãn mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên Phật pháp khác thì không bao giờ chứng nhập vào thắng định của chư Phật. Hiện hiện nên biết lúc này đại bồ tát ấy tuy học ba môn giải thoát và xuất nhập tự tại, nhưng chưa chứng thật tế, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, công đức nhân hành chưa được viên mãn, thì không chứng thật tế và các công đức khác. Nếu khi nào đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì mới có thể chứng được. Thiện hiện nên biết đại bồ tát, lúc ấy mặc dù lúc này tu chưa viên mãn các công đức khác, nhưng đối với ba môn giải thoát đã tu tập được viên mãn. Lại nữa, này thiện hiện, nếu đại bồ tát đã tu học hoàn hảo về bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, đã an trụ hoàn hảo về pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đã an trụ hoàn hảo về chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, đã an trụ hoàn hảo về thành đế khổ tập diệt đạo, đã tu học hoàn hảo về bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đã tu học hoàn hảo về pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đã tu học hoàn hảo về bốn tịnh hữu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đã tu học hoàn hảo về tám giải thoát cho đến mười biến xứ, đã tu học hoàn hảo về các bậc Bồ Tát, đã tu học hoàn hảo về pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, đã tu học hoàn hảo về năm loại mắt, sáu phép thần thông, đã tu học hoàn hảo về mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đã tu học hoàn hảo về đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đã tu học hoàn hảo về pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả và vô lượng vô biên Phật pháp khác. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát ấy thành tựu trí kiến thù thắng như thế. Nếu đối với sanh tử mà tưởng vui, hoặc nói có vui, hoặc chấp an trụ trong ba cõi thì không có việc đó. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát đã tu hành hoàn hảo pháp phần Bồ Đề thì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, và các đệ tử nên hỏi thử. Nếu đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì làm thế nào để tu hành pháp phần Bồ Đề mà không chứng không vô tướng vô nguyện, vô sanh vô diệt, vô tác vô vi, vô tánh thật tế? Do không chứng nên chẳng đắc quả dự lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Độc Giác Bồ Đề, nhưng lại siêng năng tu tập và không chấp vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát ấy khi được hỏi như vậy thì nên trả lời như vậy: các đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chỉ cần tư duy về không, vô tướng vô nguyện, vô sanh vô diệt, vô tác vô vi, vô tánh thật tế và tất cả pháp phần Bồ Đề khác, chứ không nên tu học. Đại Bồ Tát ấy chưa được Như Lai ứng chánh đẳng giác thọ ký bất thối chuyển của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy chưa có thể khai thị thọ ký rõ ràng trụ vào tướng pháp mà đại Bồ Tát bất thối chuyển tu học. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát ấy khi được hỏi như vậy thì trả lời như vậy: các đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên tránh tư duy về không, vô tướng vô nguyện, vô sanh vô diệt, vô tác vô vi, vô tánh thật tế và tất cả pháp phần Bồ Đề khác, cũng phải phương tiện như trước đã nói, khéo léo tu học, nhưng không tác chứng đại Bồ Tát ấy đã được Như Lai ứng chánh đẳng giác thọ ký bất thối chuyển của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy đã khai thị thọ ký rõ ràng trụ vào tướng pháp đại Bồ Tát bất thối chuyển tu học. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát chưa khai thị thọ ký rõ ràng trụ vào tướng pháp đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển tu học, thì nên biết đại Bồ Tát ấy chưa tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và tất cả pháp phần Bồ Đề khác, chưa nhập vào bạc địa, chưa bằng đại Bồ Tát kia trụ vào địa bất thối chuyển, khai thị riêng biệt rõ ràng, an trụ vào tướng bất thối chuyển. Nếu đại Bồ Tát khai thị riêng biệt rõ ràng,
trụ vào tướng các pháp Đại Bồ Tát bất thối chuyển tu học, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy đã tu học hoàn hảo bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và tất cả pháp phần bồ đề khác, đã nhập vào bạc địa giống như Đại Bồ Tát kia, trụ vào địa bất thối chuyển, khai thị riêng biệt rõ ràng, trụ vào tướng bất thối chuyển. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có Đại Bồ Tát nào chưa đắc bất thối chuyển mà có thể như thật trả lời như thế không? Phật bảo: Thiện hiện, có Đại Bồ Tát tuy chưa đắc bất thối chuyển nhưng ở đây có thể như thật trả lời. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy, mặc dù chưa đắc bất thối chuyển nhưng có thể tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và các pháp phần bồ đề khác, đã được thành thục giác tuệ lanh lợi. Hoặc nghe hoặc không nghe đều có thể như thật trả lời giống như Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có nhiều Đại Bồ Tát cầu học quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nhưng ít người có thể như thật trả lời giống như các Đại Bồ Tát bất thối chuyển, đã tu hoàn hảo về trị địa hoặc chưa hoàn hảo về trị địa mà vẫn an trụ. Phật bảo: Thiện hiện, đúng vậy, vì sao? Vì ít có Đại Bồ Tát được thọ ký trí tuệ thù thắng của địa bất thối chuyển. Nếu có người được thọ ký như thế thì đều có thể như thật trả lời như thế. Này thiện hiện, nếu ai có thể như thật trả lời thì nên biết đó là Đại Bồ Tát đã gieo trồng căn lành lanh lợi, sáng suốt tuyệt tình, trí tuệ đã tu rất là sâu rộng. Thế gian, trời, người, Atula, vân vân không thể nào dẫn dắt, tước đoạt được. Ngược lại, chúng bị phá hoại và chắc chắn Đại Bồ Tát ấy đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này thiện hiện, cho đến trong mộng, Đại Bồ Tát ấy cũng chẳng ưa thích khen ngợi pháp của địa vị thanh văn độc giác. Pháp trong ba cõi cũng chẳng ưa thích khen ngợi, mà thường quán các pháp ấy giống như mộng, như tiếng vang, nói rộng cho đến như thành tầm hương. Tuy quan sát như vậy nhưng không chứng thật tế, nên biết Bồ Tát ấy có tướng bất thối chuyển. Lại nữa, này thiện hiện, nếu trong mộng Đại Bồ Tát ấy thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác có vô lượng trăm ngàn triệu ức chúng cung kính vây quanh thuyết pháp, sau khi nghe pháp rồi tất cả đều hiểu rõ ý nghĩa, được hiểu ý nghĩa nên tinh tấn tu hành pháp, tùy pháp hành, nhập vào tam ma địa mà phát sanh tùy pháp hành, nên biết Bồ Tát ấy có tướng bất thối chuyển. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát trong mộng thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác được trang nghiêm đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, luôn có ánh sáng một tầm chiếu rực rỡ mọi nơi, cùng vô lượng chúng vọt lên hư không, hiện đại thần thông, thuyết pháp giải thoát, hóa ra nhiều thân đi đến vô lượng cõi Phật phương khác để làm Phật sự, nên biết Bồ Tát ấy có tướng bất thối chuyển. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát trong mộng thấy giặc cuồng loạn phá hoại xóm làng, hoặc thấy lửa nổi lên thiêu đốt làng mạc, hoặc thấy sư tử hổ lang thú dữ rắn độc mọt vân vân muốn đến hại, hoặc thấy oan gia muốn đến chặt đầu, hoặc thấy cha mẹ anh em chị em thân bằng quyến thuộc sắp qua đời, hoặc thấy bản thân mình bị lạnh nóng đói khát và các khổ khác hành hạ vân vân, thấy những việc đáng sợ như vậy nhưng chẳng kinh hãi cũng chẳng lo buồn, sau khi thức dậy liền suy nghĩ ba cõi không thật đều như thấy trong mộng. Khi ta đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải nói cho hữu tình biết rằng pháp trong ba cõi đều hư vọng giống như cảnh trong mộng, nên biết Bồ Tát ấy có tướng bất thối chuyển. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ấy cho đến trong mộng thấy có các hữu tình ở địa ngục bàng sanh ngạ quỷ, liền suy nghĩ ta phải siêng năng tinh tấn tu hạnh Bồ Tát, mau hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trong cõi Phật của ta không có cõi ác và tên địa ngục bàng sanh ngạ quỷ, sau khi thức dậy cũng nghĩ như vậy. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy khi thành Phật ở cõi Phật nào nhất định không có cảnh ác. Vì sao? Vì các pháp ở trong mộng hoặc khi thức đều không hai không hai phần, nên biết Bồ Tát ấy có tướng bất thối chuyển. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát trong mộng thấy lửa thiêu đốt các loài hữu tình trong địa ngục vân vân, hoặc thấy thiêu đốt thành ấp xóm làng, liền phát thệ nguyện: Nếu tôi được thọ ký bất thối chuyển, sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nguyện lửa lớn này tức thời dập tắt biến thành mát mẻ.
Sau khi Bồ Tát phát nguyện, thì trong mộng thấy lửa dập tắt ngay lập tức, nên biết vị ấy đã được thọ ký bất thối chuyển. Nếu sau khi Bồ Tát này nguyện mà trong mộng thấy lửa chưa dập tắt, thì nên biết vị ấy chưa được thọ ký bất thối chuyển. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi thức dậy, thấy lửa lớn nổi lên đốt cháy các thành ấp, hoặc thiêu cháy xóm làng, liền nghĩ như vậy, trong mộng hoặc khi thức, ta từng thấy mình có các tướng trạng của bậc bất thối chuyển, nhưng chưa rõ hư thật ra sao. Nếu những điều ta thấy là thật có, thì nguyện lửa lớn này tức thời dập tắt biến thành mát mẻ. Bồ Tát này đã phát nguyện chí thành thiết tha như vậy, thì bấy giờ lửa dữ liền bị dập tắt, nên biết vị ấy đã được thọ ký bất thối chuyển. Nếu Bồ Tát này phát lời nguyện chí thành tha thiết như vậy, mà lửa dữ vẫn còn, thì nên biết vị ấy chưa được thọ ký bất thối chuyển.